Nhưng đứng dậy ấy, là mình cảm thấy ở dưới nó mát mát anh. Nhìn xuống, trời ơi, nó tách toát. Cái gì vậy thởm? Không nên nóng tính quá. Với mỗi lần mà giận em cái gì á, cũng đừng có nén đến 9 tháng 3, 10 tháng 3 cắt tóc nữa. Mà hãy cố gắng, em hãy cố gắng, em nói thẳng với anh rằng anh sai cái gì, anh hứa là anh sẽ sửa được. Em tên là Phạm Minh Tạo, năm nay em 27 tuổi. Em sinh ra ở Ninh Bình, mà em làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại đang sinh sống cùng ba xã em đấy. Còn em là Huỳnh Phạm Phương Vy, em cũng sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay em cũng 27 tuổi. À, hai bạn bằng tuổi nhau hả? Dạ. Tạo đã vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ, em vào 10 năm rồi chị. Vậy là em vào được bao nhiêu năm thì em gặp được bà xã em? Dạ, em vào được khoảng 1 năm. Hai vợ chồng em ngày trước là gặp nhau ở thao trường dân sự. Thời gian đó là vào khoảng tháng 3 năm 2005. Dạ, hôm đấy là buổi tối, em đang thất tình. Em có yêu một cái người con gái nhưng mà người ta không có đáp trả lại tình cảm của em. Dạ. Em đang rất là tâm trạng. Thì em có nhìn thấy cô ấy đi qua thì em cũng biết là cùng lớp. Em cũng gọi rồi. À, làm quen, bắt đầu nói chuyện. Gọi vô đâu? Dạ, gọi vô cái đá. Em làm cái đá một mình. Phải nói rõ nghe. Trời ơi, em nhìn em sợ lắm. Khuôn mặt thì đó bừng bừng, người thì có vẻ thô kệch lắm. Thì lúc đó rất là tội nghiệp, nên em cũng không dám chịu trận. Không ngờ là chịu đến 3 tiếng đồng hồ. Em gan đó chứ bộ, gọi vô là em vô luôn. Thì ban đầu cũng làm quen với nhau. Nhưng cái câu hỏi đầu tiên mà sau khi làm quen hỏi người ta là này bạn, bạn đã từ chối ai rồi chưa? Thế là hai người cứ xoay quanh cái câu hỏi đấy. Và em cảm nhận được cái sự chia sẻ, cái sự đồng cảm của bạn ta. Sau cái buổi nói chuyện đó thì cái cảm giác của em như thế nào? Dạ, em hoàn toàn bình thường. Coi như là ngày hôm đó mình tặng buổi tối đó cho ai đó đi chứ cảm giác gì vậy chị? Dạ. Hai người là người nào có cảm tình trước với người nào? Đương nhiên là em. Sau khi nói chuyện cái buổi tối hôm đấy á, là em có cảm tình bạn này. Bởi vì em thấy là hai người tuy khác nhau hoàn cảnh nhưng mà cũng chia sẻ nhiều thứ. Em cũng không biết là phía đối phương như thế nào, nhưng mà em cũng tìm cách em tiếp cận bằng cách là em nhờ đội quân đi dò la tin tức xem là tình hình cô này như thế nào, có bạn trai chưa. Đội quân đó là thuê ở đâu? Dạ không, là bạn trai đúng không ạ? Sinh viên mà chị nhất thủy nhiều ma mà. Thì là một hôm em rất là bất ngờ khi nhận được cái món quà đầu tiên mà một người con gái tặng cho em. Anh nói quà thì thôi chứ đối với em cái gì cho à. Tức là sao? Em thấy người ta thiếu thốn mà thiếu thốn tội á, em mua cho mà đưa vớ. Thế họ cũng sự mà mang giày không mang vớ anh. Nhận cái món quà đó xong rồi thì em có quyết định tỏ tình chưa? Em nhận được cái món quà đấy em vui lắm. Vì là mình đang cảm tình với người ta mà tự nhiên người ta tặng quà như vậy. Em không nghĩ là bên này, em không biết là bên này nghĩ như gì đâu. Nhận được là em thích. Thì em cứ ăn dư bở đó, em nghĩ cái dụng đưa đớ đó. Em nghĩ chắc là cô ta đáp trả lại mình đó. Ăn dư bở là tưởng bở đó, đúng chưa? Gần đến cuối cái kỳ quân sự đó. Thì em mới quyết định là em tỏ tình. Sau một hồi mà gãi đầu gãi tai rồi mũi đốt rồi. Quay sang nói, thời gian vừa qua đó. Cảm thấy rất là vui khi có một người có thể chia sẻ mọi cái buồn vui với mình. Em quay sang nói. Trời ơi. Mất ngắn giai đoạn luôn. Quá tuyệt vời. Đúng là tỏ tình trong thao trường có khác. Miệng nói tay làm phải làm. Miệng nói làm. Em bất ngờ không ngờ thời gian qua em đã bỏ công em chờ một thời gian đó nói chuyện tâm sự với mày hôm nay lại manh động như vậy. Nhưng mà cái thời điểm đó thì ngoài bạn này thì còn có ai đeo đuổi em nữa không? Không phải có mình em theo đuổi cô này đâu. Rồi. Có vài người nữa cơ. Hôm nay em đang uống nước ở căng tin. Thế là nghe cái đài phát thanh á, cái phát thanh của thao trường nói. Phương Vy lớp ABC này, lên phòng phát thanh có người gặp. Thế là ngay lập tức em chạy đứng ở ngoài rình xem. Anh nào. Tại em có nhìn thấy cái đối tượng đó. Một lúc sau mà không thấy Phương Vy ra. Thế em mới đi vào phòng. Em vừa nói mà em vừa chào thôi. Ê Phương Vy, sao con người kêu đài phát thanh ra mà không ra thì đứng ngoài chờ. Thì nói sao? Em nghe tên nhưng em nghĩ chắc ai nhầm á, không phải là em. Em không quan tâm, em không đến. Sao em quan tâm tới ai vậy? Dạ lúc đó em đang vui mà em chẳng quan tâm ai. Có nghĩa là cái người đó, em có biết cái người đó là cái người mà đang đeo đuổi em không? Dạ không. Em có biết chung quanh em là rất nhiều vệ tinh đeo đuổi em không? Biết, không quan tâm chị ơi. Em hay quá vậy? Có lẽ đẹp mà chảnh á. Đẹp. Tại đường ở đó có nhiều người đùa vậy đó nên em không đến. Thế là ngay tối hôm sau em đang thừa thắng không lên luôn. Em hẹn ra một buổi tối nữa nhưng mà chỉ khoảng 5 phút thôi. Em muốn khẳng định chắc chắn lại là tình cảm của hai đứa trong thời gian vừa rồi như thế nào. Dạ đến đó thì cũng hình sự lắm, nghiêm trọng lắm. Em thấy có vẻ là rất là cái nhập hết tâm vào cái buổi nói chuyện hôm đó. Nói là muốn cho câu trả lời. Em bảo là chuyện hôm qua coi như quên hết đi. Bây giờ Vy chưa sẵn sàng cho một điều gì hết. Cái em bỏ đi. Lúc đấy là em bị từ chối chính thức. Em gần như là mình sụp đổ ấy. Nhưng mà em vẫn cố gắng bình tĩnh. Tại vì chắc làm ca như vậy. Nhưng mà dù sao đi nữa thì Tạo vẫn sẽ cố gắng chứng tỏ tình cảm này và mong Vy thay đổi. Xong rồi. Rồi hai người có hay đi chơi với nhau không? Dạ nhiều chị. Ví dụ như lần nào đó là lần đầu tiên em cho người này đi chung với nhóm bạn của em. Thì đó là đi câu lạc bộ xanh á. Là đi trượt cỏ. Dạ đúng rồi, đi trượt cỏ á chị. Thì lúc đó em đang ở trên, em định trượt xuống thì em nhìn thấy dưới mọi người cứ bảy xuống đến nơi thì ai cũng cười lắm người bò ra chỉ vào mặt ông này, chẳng biết là chuyện gì, nhìn lại thấy cái quần tét trơ. Em trượt cỏ mà sao mà gì mà tét quần dữ vậy? Là bởi vì em chưa chơi cái trò đấy bao giờ, nhưng mà cũng muốn lấy le với đám bạn. Khi mà đang lao thì trình nó dốc xuống á, em xuống chân em té một cái rất là lăn quay ra, nhưng đứng dậy á là mình cảm thấy ở dưới nó mát mát anh. Nhìn xuống trời ơi nó tét toát. Cái gì
dây thừng. Mặc quần tây mà trượt cỏ. Vậy là phải kinh nghiệm á, mai mốt đi trượt cỏ mà còn jean đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ mặc thì bởi vì em chưa đi chơi bao giờ, em không có biết là phải chuẩn bị những cái gì. Chồng em có đặc sản mà chị. Đặc sản hả? Dạ, đặc sản là áo quần và quần tây. Mà chồng em không phải thường anh, ống len như vậy nè, ống len to như vậy, dạ, nó vướng nó mai tay như vậy. Bây giờ là còn mặc cái thời trang. Dạ không ạ, sau buổi đó là em cạch luôn rồi. Em không có mặc thời trang nữa. Rồi sao cái đi trượt cỏ đó có đi đâu mà ấn tượng đâu? Cũng có một cái kỷ niệm em muốn chia sẻ với anh chị. Ngày trước ấy, bà xã của em ấy, là cô ấy có một cái nguyên tắc là khi mà hai người mà đã có cái vấn đề gì mà bất đồng ấy, mà để cho cô ấy ta giận ấy, nếu mà giải quyết không trước 3 ngày thì mọi chuyện kể như kết thúc. Đợt đó là hai đứa cũng có một cái mâu thuẫn, nhưng mà em nghĩ là mình có lý, mắc mớ gì tôi phải đi, tôi xuống nước rồi tôi năn nỉ, em cũng mặc kệ vậy. Đến ngày thứ hai thì mọi chuyện là xảy ra. Cái gì mà giận mà không giải quyết là càng ngày nó càng nâng cao lên. Thì ngày thứ hai mà không giải quyết được em bực rồi đó. Nó là ngày không giải quyết phải không, cho hết 3 ngày luôn. Em với đám bạn em đi Vũng Tàu. Thì đi đến Vũng Tàu thì chiều tối thì đứa bạn nó mới gọi ra. Em tưởng đứa đó có gì với em chứ. Đừng thấy ông này ở ngoài kia. Bất ngờ đó. Tức là em đột ngột ra Vũng Tàu. Dạ. Thì hôm đấy sau khi mà chở cô ta ra với đám chỗ hẹn với đám bạn ạ, là em chạy xe về nhà, bởi vì đi xe của cô ta mà. Chạy xe về nhà trả xe cho gia đình xong. Em nghĩ trong đầu, thôi rồi, hôm nay là ngày thứ hai rồi mà xế chiều cơ chị. Ngày mai đi Vũng Tàu vẫn hết 3 ngày là chắc chắn em không còn cơ hội. Đấy là em quyết định bắt xe đò đi xuống Vũng Tàu. Lúc đấy thì đúng là lúc hết tiền, đi xuống Vũng Tàu, em chạy bộ. Em chạy từ bến xe Vũng Tàu, bãi trước, bãi sau, quăng đi tìm. Bãi biển rộng biết bao nhiêu người, em tìm mãi không ra. Thế đến tối mịt rồi, em không có cách nào khác. Em nhắn tin cho cái anh bạn mà đi cùng nhóm ạ, là bây giờ ông đang ở đâu, bí mật nha, để tôi tìm đến. Có chuyện phải quyết. Cái hoàn cảnh em gặp ảnh á cũng thảm lắm. Tay cầm hai chiếc dép lào. Trời ơi. Mồ hôi nhễ nhại ra, em nhìn là em xót hết luôn. Giống như là mồ hôi nhễ nhại. Dễ thương luôn đó phải không? Hơn trời. Trời ơi. Nào chị hỏi nè, sau khi mà lấy nhau rồi đó, em có phát hiện một cái tật xấu nào đó mà lúc yêu nhau á chồng của em giấu, mà giấu cho tới lúc mà lấy nhau rồi mới lòi ra không? Đó. Cao thủ luôn chị. Cao thủ đúng không? Tại vì á chị nhìn nè, chị nhìn là chị biết là coi như là giấu rất là giỏi. Chị hay vậy? Trời ơi, chị là phụ nữ mà. Quen đúng. Nhau thì ngày nào cũng tặng quà. Thậm chí là không phải là dịp lễ gì cũng tặng quà, tặng hoa. Vậy hả? Dạ. Cưới nhau về 17 tháng 10, cưới 20 tháng 10 không thấy hết trơn. Dạ. Ráng em đợi, tới tay cũng có luôn. Ráng em đợi nữa, 14 tháng 2, trùng dịp Tết thôi, em cũng mua gì cho qua vậy. 8 tháng 3 là em nghĩ là thôi thì để coi hôm nay có gì đặc biệt cho mình không. Thì mình cũng có đặc biệt là em đi uống tóc cho đẹp. Cũng đẹp lắm dạ. Em biết thích tóc dài mà em muốn tóc dài dạ. Tối hôm đó giờ em thấy gì trơn á. Tóc em luôn. Không có quà. Sáng 9 tháng 3 cắt tóc luôn. 9 tháng 3 mà không có lại mũi giống anh luôn. Rồi sao em chuyện gì xảy ra? Lúc đó em về là em định chọc vợ một cái, em định chào thôi. Trời ơi, ai thích chưa? Em không nhận ra. Em đứng hình cũng 3 giây luôn. Nhìn vào cái tóc tôm boy. Không, cứ như thế này. Em hết hồn. Mà đúng là trong tay em cũng không có quà thật. Nhưng mà lúc đó không hiểu vì sao mình nhìn thấy là mình cười phá lên. Thế nên nhìn cô ta thì cô ta cũng bắt đầu e thẹn như vậy. E thẹn như vậy. Xong cũng cười lên. Nhưng mà lúc đấy có nghĩa là biết là em quý nhất là cái mái tóc cô ta rồi. Nhưng mà thấy cắt ngắn đi như vậy là thấy cũng có lỗi ngược lại với chồng. Nhưng mà em có hiểu lý do vì sao mà vợ em cắt tóc ngắn không? Chắc không đâu, chứ em nói biết rồi chứ. Nhà biết là chồng em được cái là hiền nổi vợ em. Vợ em nói được xấu nè. Thì gì? Tật xấu của vợ em là gì? Góp ý với bà xã là cũng không nên nóng tính. Không nên nóng tính quá. Với mỗi lần mà giận em cái gì á cũng đừng có nén đến 9 tháng 3 13 cắt tóc nữa. Mà hãy cố gắng, em hãy cố gắng. Em nói thẳng với anh rằng anh sai cái gì, anh hứa là anh sẽ sửa được. Đó là một lời góp ý rất là chân thành. Còn về phía em á thì chị thấy rằng cái chuyện mà quên tặng quà đó thì không phải rơi vào một mình trường hợp của Tạo đâu. Rất nhiều những ông chồng đã quên cái điều đó đối với phụ nữ mình. Cái đó thì có thể khắc phục được. Nhưng mà còn những gì mà em muốn chồng em, em góp ý chân thành cho chồng em giống như là chồng em vừa góp ý cho em không? Cái này xét tép á. Xin nè. Dạ, em thương chồng, nấu đồ ăn cho chồng mà lúc nào đứng sau chỉ đạo không mà. À, thích chỉ đạo. Nấu cho anh ăn là phải nấu đúng theo cách anh nấu luôn. Chứ hỏi là em muốn nấu sao miếng anh ăn không có đâu dạ. Chiên trứng là bắt em phải hất cái chảo ra vậy nè cho nó lập cái nó chịu dạ. Bởi vì em làm được, em cứ hất làm lên được, cái người ta làm em được. Muốn vợ em phải làm được cái tạo đấy rồi ăn nó mới ngon. Thì dùng cái muỗng đảo lên ăn không thích. Tức là vợ thì mong rằng chồng bớt cái chỉ đạo đi, tức là gia trưởng. Nhưng mà theo chị thì cho đến thời đại này, thời điểm này rồi á, thì cái việc đó mình chùi bớt đi, có mất mát gì đâu em. Dạ. Đúng không? Mà làm hạnh phúc gia đình hơn nữa chứ bộ. Em sửa được không? Dạ, em chắc chắn là em sửa được. Cái tính nó khó sửa lắm đó nghe. Dạ, không, nhưng mà ngày hôm nay á, mà chồng em đã hứa, chị nghĩ là sửa được đó. Dạ. Còn em á, thì
có giữ được không? Dạ nóng tính cũng nóng gì lắm đâu chị, nhưng mà im nhiều thôi. Thật ra cái chuyện nóng tính á là nó là một phần mà chồng em là mong muốn em có sự sẻ chia, có nghĩa là bực cái gì là nói. Dạ. Đoán ý khó lắm, nhiều khi đàn ông người ta đâu có chi tiết như mình, đúng không? Dạ. Bực cái gì nói liền, chứ không tự động em đi hy sinh cái tóc của em làm gì, đúng không? Rồi bỏ em có muốn chồng em thay đổi một cái gì không, chẳng hạn như là sẽ nhớ là những ngày mà quan trọng để tặng quà cho mình không? Dạ, em thấy là mấy ngày đó hầu như anh không quên. Không quên nhưng mà không làm hết trơn. Chị lại thấy như vậy nè, thực ra cái món quà không cần lớn lao, một đó hoa hồng thôi, hoặc là một trái cóc hoặc là một trái ổi, nhưng mà đó là món vợ mình thích. Trời ơi, thú vị lắm em, chị nói thiệt. Nãy giờ chị thấy hai tụi em rất là yêu nhau, nhưng mà có một cái chị thấy Tạo cứ gọi vợ là cô ta là sao? Dạ, đây là ngôi thứ ba thôi chị. Ngôi thứ ba, đổi đi. Bây giờ em thử đổi bà xã ơi, hoặc là cục cưng ơi, cái tự nhiên em thấy buổi tối em nói khác liền. Em chưa bao giờ làm như vậy chị. Đó, tối nay đổi thử nha. Và anh nghĩ là hai vợ chồng nên tăng cái tính lãng mạn hơn nhiều hơn. Đúng rồi. Thì anh nghĩ nó sẽ là hoàn hảo hơn cho cuộc sống này, nó sẽ hạnh phúc. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn hai vợ chồng. Tao và bên chị. Cô dâu tôi chợt nhớ đến cái gì gọi là gì, cây mùa xuân hả? À, một cây mùa xuân hôm nay mang đến cho đầu năm mới. Chắc chắn là hai bạn có nhiều câu chuyện thú vị lắm đây. Trước tiên mời cô dâu giới thiệu về mình đi. Em tên là Nguyễn Thị Nhân ạ. Em là nhân viên kế toán và năm nay em 26 tuổi. 26, con em? Dạ, em tên là Lê Đình Hưng, em cũng 26 tuổi. Em là giáo viên tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh. Thầy gặp cô lúc đó là ở đâu? Thực ra là em với em là học chung với nhau là năm lớp 6 và lớp 7. Ở ngoài quê, rồi sau đó em chuyển vào thành phố em học tiếp. Rồi mãi 11 năm sau á, em với vợ em mới gặp lại. Hồi cấp 2 thì vợ em như thế nào? Và khi gặp lại vợ em thì cái sự thay đổi của vợ em so với thời cấp 2 nó như thế nào? Em có thể miêu tả chút xíu được không? Dạ, hồi cấp 2 thì vợ em hơi men, rất là thẳng tính, rất là trực tính, không thích là không thích rồi. Có khi còn mấy thằng con trai mà còn lì lì với vợ em là vợ em còn xách dép phang nó được nữa không? Đó. Còn sau này? Dạ, lúc mà gặp lại 10 năm thì thấy dễ thương, nó vẫn còn có một cái nét gì đó nó cũng quê quê của mình. Em thì chị còn thấy cái nét quê mình chút xíu, chứ còn bạn này á, dạ, không có cái nét nào hết trơn, là nét quê mình hết trơn á. Dạ, tưởng bạn ở đâu bên bển về, đi du học ở đâu á. Mà hồi đó thì sao? Hồi còn lớp 6, lớp 7 mà gặp á, chồng em uống. Bây giờ vẫn uống Nhưng mà lùng lùng ú ú, mà tóc thì xoan xoan, nói chuyện cọc cọc, nói chung là mình cũng không thích, không ấn tượng. Hồi đó chồng làm lớp trưởng mà hầu như là mình không có bầu cho chồng luôn. Cứ nghĩ ghét quá, người gì đâu mà trục trục bập mập. Rồi đó thì bọn em cưới. Dạ 6 tháng. Gặp lại 6 tháng sau là cưới luôn. Dạ đúng. Dạ. Thực ra là cưới còn do ba mẹ nữa. Rồi tụi em cũng biết nhau trước rồi. Nhưng mà vậy là tụi em có chắc chắn là hiểu hết về nhau chưa? Hay là cưới nhau về rồi mới hiểu hơn? Cưới nhau về thì hiểu hơn. Cũng có nhiều điều nó bất ngờ lắm. Ví dụ như chồng em thì rất là hậu đậu. Đó là tất cả các ông chồng đều như vậy. Hậu đậu, bừa bộn, lười biếng. Có lười không? Dạ có. Đó là bản chất của những ông chồng. Ngủ nhiều chị. Ngủ nhiều. Rồi còn bất ngờ gì ở Hưng nữa? Dạ khi mà chúng em mà có con á thì cảm thấy là chồng thương con nhiều hơn, bỏ bê vợ. Con được mấy? Dạ, 9 tháng rưỡi ạ. Nhưng mà chị hỏi em nè, tới thời điểm này là em yêu vợ hơn hay là yêu con hơn? Em không có lời bộ yêu con. Em cảm thấy là em yêu cả hai rất là nhiều. Nhưng mà do vợ em cảm thấy vậy là do trước khi chưa có con đi làm về thì hỏi thăm vợ. Còn giờ có con thì đi làm về nựng con, cái nựng hồi có quên luôn. Tức là không hỏi thăm vợ. Dạ, không nhiều hồi gây lộn mới nghiệm ra được điều đó. Ủa rồi hiện tại thì là hai em là đang sống bên gia đình của chồng. Dạ, thành ra có nhiều anh em, anh chị em không? Dạ, bốn anh em trai ạ. Em con đầu, ba thằng nhóc kia còn nhỏ. Ở như vậy thì có khi nào mà xảy ra cái chuyện giữa em với gia đình chồng không? Dạ không, hầu như là mình không có cái xích mích gì với anh chồng á. Nhưng mà do là ba em trai chồng á thì con trai này nó bừa bộn. Nhiều lúc mình nói thì em nó cũng không nghe. Với lại nhà con trai không, mình em gái nó cũng bất tiện về việc ăn mặc á. Tức là hiện giờ là khí dương nhiều hơn khí âm. Nếu mà nói về khí âm thì chỉ có bà nè, vợ nè, với lại con gái thôi. Ba người thôi. Có những cái lực lượng khí dương quá nhiều. Nó cũng không cân bằng nên nó hơi lộn xộn. Có đòi ra ở riêng chưa? Dạ có, do là vợ chồng nó cũng có nhau nó không gian hơn. Nhưng mà sau một thời gian này chồng á, vợ chồng mình còn trẻ mà kinh tế thì cũng chưa đủ á, thì thôi ở với ông bà, xong rồi ông bà cũng giúp đỡ cho mình con nhỏ rồi. Cưới nhau được 5 rưỡi là mấy cái tháng đầu tiên là hơi căng thẳng cái vụ đó. Bởi vì á là mấy đứa nhỏ ở nhà nó cứ bừa bộn, nó cứ xả ra. Nhiều khi nhìn vợ mình cũng giống ô sinh thật. Nhưng mình cũng nói với mấy đứa em mình rồi, gia tính nó con trai, nó không phải nó không dọn mà nó cứ bừa ra đó rồi đẻ đó, từ nó dọn, trong khi có thêm mẹ chồng nữa. Thực ra là trước khi cưới em cũng nói là em muốn ở chung với ba mẹ em để lo cho ba mẹ em, còn ra riêng thì em kêu là chắc là ít nhất 10 năm để cho đứa em út của em có đi việc làm rồi á, ba mẹ cũng đỡ lo rồi thì mình ra riêng cũng được. Rồi ở vợ em có cái điểm gì mà em
cảm thấy bất ngờ không? Bất ngờ cũng có, không ngờ luôn. Ví dụ thời mà tụi em tìm hiểu nhau á thì một tuần em chỉ gặp vợ em có một buổi, những lúc mà em bận em xuống trễ hoặc là em có việc bận đột xuất thì vợ em cũng không có nặng nhẹ gì luôn, nói chung là tuyệt vời. Nhưng mà lúc mà cưới nhau về rồi á thì ví dụ như em đi lên trường em dạy thì lúc mà em dạy em không có nghe điện thoại được. Cái bữa đó vì ra chơi có học trò nó hỏi bài rồi đó, các em không có mở điện thoại lên cho nên em không biết, mãi đến khi về nhà em mới biết là vợ em gọi. Thế là lại cằn nhằn, tại sao gọi không nghe, rồi lỡ nhà có chuyện gì gấp rồi vân vân. Nói chung là làm rất là căng thẳng. Cái chuyện đâu có gì căng thẳng đâu, chỉ gọi điện hỏi cái mã gì đó thôi mà làm nặng nhẹ. Trong khi trước đó lúc yêu nhau thì mọi chuyện nó nhẹ nhàng, nhưng mà lúc mà cưới nhau về thì mọi chuyện nó biết... nặng nề. Dạ đúng, do là em lo xa, còn em thì em lo không xa bằng vợ em. Nghĩa là em là lo gần gần á. Mỗi lần em giận là em hay xử lý cái giận đó sao? Hả? Im lặng. Im lặng. Ờ, im lặng. Không có khi nào mà tức nước vỡ bờ không á? Có hay đòi ly dị ly hôn vậy không? Ở dạ có. Cứ lần giận là đòi ly hôn vậy đó hả? Dạ không phải, nói nghe sốc hơn, không phải là đòi ly hôn đâu. Nói qua nói lại, nói mong vợ mình hiểu mà nói hoài không hiểu. Cái vợ mình nóng lên, ngon bỏ đi. Ngon bỏ đi. Ngon bỏ đi. Rồi em trả lời sao? Nghe tới câu đó là em biết giận quá mất khôn rồi, là em im ngồi đó lải nhải chập nó cũng tự động ngủ thôi, do hai vợ chồng cũng cái lộn đó. Anh hỏi em nè, em muốn Hưng á thay đổi điều gì? Quan tâm em nhiều hơn, nói chung sống vì gia đình, sống vì mẹ con em. Còn em hơn, mong muốn vợ em có một cái suy nghĩ nó lạc quan hơn. Từ hồi mà có con á, đâm ra suy nghĩ nó có chiều hướng nó tiêu cực. Do vợ em cũng không đi làm nữa, cho nên cái đó em cũng thông cảm, nhưng mà em cũng mong muốn là vợ em thay đổi cái điều đó, từ từ rồi nó sẽ ổn. Dạ. Chị thấy ra tâm lý vậy nè em, khi mà ở chung với gia đình chồng á, nhất là gia đình chồng thì đông người, mà vợ em chỉ có một mình vợ em thôi, có thể bố mẹ chồng yêu thương vợ mình như con thôi, nhưng có những lúc á, cái sự mà quan tâm của chồng á, nó mới là một cái mà cái người vợ người ta cần. Bởi vì cái tâm lý người phụ nữ mà rất là e dè và rất là khó khăn trong cái việc làm sao để mà vừa ý được cha mẹ chồng, rồi còn em chồng nữa thì lại đang là nhỏ tuổi, cho nên cô đứng ở giữa cô rất là khổ tâm làm sao để mà ứng xử. Đã vậy lại còn có thời gian phải để chăm con, có những lúc mà stress quá mà không có chồng bên cạnh á, thì buồn lắm. Buồn á, nhiều khi kiếm cớ đặng gọi điện cho chồng đi để nghe một cái lời là em ơi em mệt hả, như thế nào để cho đỡ đi, thì có những lúc chồng lại không nghe máy, thì tất cả những cái đó nó dồn lại làm cho cô cảm thấy rằng cô bị mất định hướng rồi trong một thời gian dài nữa, rồi như thế nào đây, tức là thường có những cái suy nghĩ tiêu cực như vậy đúng không, em bị cô đơn á. Đó thì cái đó là hoàn toàn là do em, cô có vui hay không nè, có lạc quan được hay không ở thời điểm này là do em hết. Thế em phải chú ý đến cái đó một chút. Còn với chị thì nghĩ về nè, em đặt cái thời gian là 10 năm hay là bao nhiêu năm đó thì mới ra ở riêng. Theo chị nha, mặc dù chị cũng là đã có con lớn rồi, nhưng chị thấy như vậy nè, khi nào tụi em có điều kiện xin phép với ba mẹ cho tụi em tách riêng ra, để tụi em có một cái gia đình riêng của mình, để vợ chồng vun đắp lại, thì cuộc sống nó sẽ chắc chắn hơn. Dạ, cảm ơn chị. Ok, cảm ơn em. Dạ. Là Nguyễn Bỉnh Khiêm, và sinh năm 1989. Dạ, con thì gọi là dân Quảng Ngãi mất gốc, tại vì con sống ở Sài Gòn này từ nhỏ tới lớn luôn. Dạ. Gốc Quảng Ngãi. Trời, cái tên gì mà gọn lõn vậy trời, im một tên đường mà gọi là quá nổi tiếng, Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trọn gói luôn á. Dạ, cái vấn đề này thì ngày xưa con cũng hỏi ba má con rồi, thì chỉ nhận lại một cái cười trừ thôi. Con nghĩ là không nói rõ lý do, nhưng mà con nghĩ là chắc là ở đó có gắn liền cái sự kiện gì với ba má con hay sao á. Chắc vậy rồi, tình cờ Nguyễn, mà trên con đường đó chắc là ba má con có chuyện gì xảy ra đó. Cho nên là trọn vẹn luôn là Nguyễn Bỉnh Khiêm. Những con đường đó là có con hay sao đó. Sao được, em sao vậy? Hả? Trên con đường đó là có... Không, trên có nghĩa là trên con đường kỷ niệm hai ba má gặp nhau trên đường đó. Rồi có con. Có con ở sao, ở chỗ nào? Nguyễn Minh Khiêm có khách sạn nào không? Nhiều ta? Khi Nguyễn Minh Khiêm ở ngoài quê nữa, ở quê Quảng Ngãi nữa sao? Rồi con làm công việc gì? Dạ thì con thì ở nhà con là có cái xưởng sản xuất áo đi mưa. Áo mưa. Dạ. Rồi con nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con 31 tuổi. 89. 31. 31. Dạ, 31. Rồi mời con. Dạ con là Hoàng Thị Kim Khánh. Con tới từ Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột. Khi mà con lấy chồng thì con mới xuống dưới đây, con ở dưới đây. Và năm nay thì con 29 tuổi rồi. 29. Dạ. Chắc công việc là cũng ở nhà phụ ông xã. Trước kia thì con có học y dược, xong rồi học cũng nói chung là khi lấy ảnh cái là cũng đứt luôn. Rồi về phụ thành lập công ty riêng, hai vợ chồng làm việc. Dạ. Là bây giờ sản xuất áo đi mưa. Đúng rồi. Cả hai chồng chắc là con chỉ ở cái khâu rồi thu tiền, gom tiền, giữ tiền rồi thôi đúng không? Dạ cũng trả nợ nữa đó cô. Đúng rồi, tình hình dịch này chắc cũng ảnh hưởng dữ lắm. Đúng rồi ạ. Rất là ảnh hưởng. Thôi nói chung là dịch mà vẫn mưa mà em. Hả? Mưa dịch mà vẫn mưa. Là tại vì đâu ai đi ra đường đâu. Nhưng mà cái khâu sản xuất thì nhà nước vẫn đang cấm đó. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ là hai con là đám cưới với nhau lâu chưa? Dạ đám cưới là cũng là 6 năm rồi đó. 6 năm rồi đúng không? Dạ đúng rồi.
Có bé chưa? Lấy nhau. Dạ có bé được 1 tuổi rưỡi. À, được 1 tuổi rưỡi. Dạ, dạ. Lấy nhau lúc đó mới có 22 tuổi rồi. 22, 23 ạ. À, rồi. Ừ. Rồi. Kể cho chú biết coi cái lần đầu tiên hai đứa gặp nhau như thế nào. À, lần đầu tiên là con với ảnh gặp nhau là lúc mà đó là con hình như là trước rồi. Khi cưới là khoảng khoan, là... cô xin lỗi cái bây giờ đố âm mụ làm sao đoán được một cái câu cái chuyện tình của hai bạn này tương đối là lãng mạn đi. Em thử cho chị một cái tiểu phẩm nhỏ coi nè. Trời ơi, ông này cũng bán áo đi mưa, rồi này học y dược rồi sinh viên rồi sao quen được ta. À, trời ơi, biết rồi, cô này đi học, cô này đi học trong một ngày mưa gió bão bùng mà quên cái áo mưa ở nhà đó, vô tình đang đi mà đi ngang một cái xưởng bán áo mưa, thế là nhào vô như mua cái áo mưa, vô tình gặp ông này. Ông này thấy cô này dễ thương quá, không lấy tiền tặng cái áo mưa luôn, từ đó quen nhau. Nó không có lãng mạn. Đúng em rồi. Ơi, trên con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm hả? Có một ngôi trường, một người ngôi trường nữ sinh đó, rồi trường Trưng Vương thì đó, một người đó kế xã thú, trời tự nhiên mưa thì có một cô nữ sinh mà hôm đó không có áo mưa gì cả, thế là cô ấy chạy trên con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đó, áo dài của cổ ướt rừng rượt như vậy, thì cổ đi ngang theo cái chỗ bán áo mưa. Ông này không bán áo mưa ở đâu đó. Bạn này trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Trời ơi, trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Cái là tự nhiên xuống áo mưa nào trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thấy cô gái đó, nhưng mà tại vì cái áo dài nó ướt á, nó mỏng á, rồi cái bạn này tự nhiên thấy không được, trời ơi một người con gái như vậy không được. Thế là bắt đầu chạy ra đưa áo mưa, nhưng đưa kiểu này nè. Đó. Đó. Này áo mưa hả? Thế là bạn mặc vô bạn ấm áp nè, rồi tự nhiên bạn đáng yêu nè, xong nó ôi anh ơi áo mưa của anh sao mà nó ấm vậy, nó dày vậy. Chọn bạn này nói luôn á. À, đó là do anh sản xuất đó em. Vừa sản xuất vừa phân phối. Trời, một câu chuyện rất lạ lùng luôn nha. Thế là ở trên trời sấm chớp. Rồi hai đứa sạc điện coi như là. Sạc điện à, luôn đó. Rồi đến với nhau. Hay nè, nó vô lý. Trời, vô lý hùng vô cùng. Vô lý hùng vô cùng. Xung quanh trường Nguyễn Khiêm ở đó là chỉ có xã thú rồi, chứ không có đâu hết á. Làm sao mà có cái xưởng, có cái trường Trưng Vương mà không có cái xưởng áo mưa. Ta bán áo mưa chứ không bán áo mưa ngoài đường. Bán dạo. Đã nói là anh vừa sản xuất, vừa. Lúc đó là bán dạo thôi, sau này mới lên sản xuất luôn. Nó bắt một cái áo mưa ở trên cái chỗ xong rồi đưa vậy nè. Đó, đưa vậy nè, đưa mà đưa không nhìn á, tại vì cái áo dài trắng nó mỏng quá. Ê, nãy giờ mình đoán thấy nó cười không? Chắc cười kinh bỉ á, cười kinh bỉ. Trật đất không? Dạ, đúng rồi, chật đất đúng không? Anh chị biết là đoán là trật đất nhưng mà cố tình đoán vậy để cho không khí nó sâm tụ quá, cho nó vui lên nha. Cô chú nó chật vậy. Thôi giờ hai đứa nói đi. Còn chật cỡ nào nữa. Sao? Nói đi bà. Ờ, dạ, khi mà em với lại anh Khiêm gặp nhau thì chắc là trước khi cưới là khoảng chắc là 7-8 năm rồi đó. Ừ. Dạ, đã gặp 7-8 năm rồi, nhưng mà lúc đó thì hai đứa nói chung cũng như bạn bè thôi à. Gặp ở đâu? Là sao? Trước đó là gặp? Trước đó là bởi vì anh Khiêm á là bạn đại học cùng với anh rể. Ừ. Thì lúc đó chị gái đang quen anh rể. Anh rể của con đó phải không? Dạ đúng rồi, anh rể của con. Ừ. Xong rồi con xưa giờ con học ở tại Đắk Lắk. Ừ. Chứ con không học ở dưới đây. À. À. Ở trên Đắk Lắk thì có cái trường đại học y đó. À. À, thì cũng có học ở trên đó. À. Chứ không có học dưới đây, xong rồi xuống đây chơi thôi. Ừ. Thì xuống bên phòng trọ là cái là gặp anh này, bởi vì lúc đó là bị thiếu người chở con đi ăn bún thịt nướng á. Ừ. Đó là ảnh mới là chở người nhờ chở giùm đó. Dạ, bên bên con bên nhánh của con mới nhờ bạn này chở con giùm. Dạ đúng rồi. Ừ. Đúng rồi ạ. À. Đó là lần đầu tiên gặp thì lúc cũng đó thì cũng không lãng mạn. Cũng không có. Lúc đó hai đứa cũng không có gì với nhau hết á. Thì lúc đó thì nhìn anh này thì thấy ảnh cũng thư sinh, mình nhìn thấy cũng gọi là nhìn cũng cảm mến thôi. Dạ. Rồi cảm xúc của bạn trai khi mà được chở một cô gái từ Đắk Lắk xuống. Nếu mà con kể câu chuyện thì nó hơi chất quốc là thì lúc đó gặp thì cũng gọi là chỉ thấy là một cô bé. Gọi là cũng trắng trẻo rồi, nhưng mà ốm á. Nhưng mà thì nói về cảm xúc thì cũng không cảm xúc, cũng ví dụ như là thì nhờ chở giùm thì mình cũng đang rảnh, mình sẵn tiện mình qua mình chở thôi. Và là lúc đó là anh rể hiện tại bây giờ cũng như là bạn của mình, bạn đại học. Thì hồi đó là hai anh em chơi cực kỳ thân. Cho nên chỉ cần lên tiếng nhờ là mình qua mình giúp mình chở giùm thôi. Vậy đó. Xí. Lúc đó là con mới có mười mấy tuổi rồi đúng không? 18 tuổi rồi. Thì bạn này, này là 22, 23. Dạ. Đúng không? Đại học năm 3 năm 2. Ủa vậy là tụi con cưới nhau sau đó là tụi con cưới nhau là cách là 3 năm sau. Tại tụi con mới lấy 5 năm chứ. 5 năm đúng không? Rồi. 5 năm 6 năm gì đó. Rồi sau đó thì nè, có nghĩa là lần đầu tiên các con gặp nhau, dạ, được chở nhau đi trên đường nữa là không có một cái cảm giác, không có một ấn tượng gì cả. Dạ, đúng đó. Rồi. Vậy thì điều gì? Đó, cái cột mốc nào mà coi như là khiến cho hai con coi như là quen nhau? Cái này phải hỏi anh này nè. Thì nếu mà nói cột mốc á thì cái thời điểm xảy ra đó là năm 2014 á. Lúc mà gọi nói chung là sau cái đợt đó thì cũng bình bình, sau đó là cách đó mấy năm hầu như không gặp lại nhau.
À có nghĩa dạ. là bé này xuống dưới chỉ là xuống chơi cái dịp chơi đó ấy rồi con về luôn con dạ. con ở được bao lâu? Con ở chắc khoảng mấy ngày, 3-4 ngày. Ba bốn ngày rồi về con về luôn. Dạ rồi mấy xong rồi học vợ thì vợ con là vẫn học ở Buôn Ma Thuột biết cho tới năm 24 rồi. Là 20 tuổi. Dạ. Mà lúc đó tụi con không có liên lạc với nhau hả? Cũng không liên lạc, không như là bắt vô âm tính số rồi. Cô ấy cũng quen một người khác, con rồi. Cũng quen một người khác. Rồi vì sao lại gặp nhau lại? Lại gặp lại. Nếu mà nói về cái biến cố đó thì 2014 đó. Dạ, 2014 đó thì lúc đó thì cô ấy cũng gọi là thất tình. Mà bản thân con thì lúc đó con cũng chia tay người yêu. Dạ, nói chung thì cũng gặp lại nhau, nói chung là cũng có dịp bên phía bạn là anh rể á, là ảnh cũng rủ lên Buôn Ma Thuột chơi. Cũng lại ông anh rể nữa. Dạ. Lần trước á thì rủ con bé này xuống Sài Gòn. Lần sau thì rủ con cô này đi lên Buôn Ma Thuột. Là nhờ ổng đó. Nhờ ổng đó. Nha. Rồi, tiếp tục nè. Vậy là con lên Đắk Lắk, dạ. đúng không? Rồi. Chơi thì nói chung là mình cũng ở ngay tại nhà của Khánh luôn. Rồi gặp lại Khánh đúng không? Dạ, gặp lại Khánh lần thứ hai. Lúc đó mới bắt lúc đầu đó thấy Khánh sao nè. Khoan, ấn tượng nè. Sao mấy năm không gặp bây giờ gặp lại Khánh thì thấy sao? Thì nói chung là mình bản thân trong người mình thấy có cảm giác rất là lạ. Dạ. Nói chung là trước đây mình cũng từng tình cảm yêu đương rồi nhưng mà cái cảm xúc kỳ này nó nói chung là nó đặc biệt lắm. Nó giống như là đúng như hồi nãy nè, cô chú nói là tiếng sét luôn á. Dạ lúc đó sét nó mới đánh. Vậy á hả? Dạ. Vậy lúc đó là mới chia tay người yêu nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi gặp cô này nữa sau 2 năm là đẹp hơn nữa. Thế lại cái thời tiết trên đó nữa em ơi. Mát lắm chị ơi. Mát rồi. Mà phải công nhận là đẹp hơn so với cái lần đầu mà mình gặp đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó thì mình mới nói lần trước thì mình không để ý nhưng mà lần này thì mình lại để ý. Tại lần này cô đơn á, lần này cô đơn. Còn Khánh thì sao? Khánh gặp ảnh lại thì cái cảm xúc ảnh Khánh sao? Thấy bình thường. Dạ vẫn bình thường thôi à. Rồi bây giờ tiếp tục nè. Rồi sau đó là chắc chắn là thấy là phải có gì đó đặc biệt rồi đúng không? Dạ thì là lúc phải đó, theo đuổi. Lúc đó thì mình cũng để ý nhưng mà lúc bước lên là cũng đi chung với thêm bạn của anh rể nữa. Mà nói chung là bạn của anh rể cũng để ý Khánh luôn. Lúc đó nói chung là cái đó nó cũng giống như chất xúc tác cho con luôn đó. Dạ. Để cho con còn cần phải tranh giành nó ngộ lắm. Nói chung lúc đó thì cũng mình cũng không hiểu sao động lực ở đâu á, mình cứ theo đuổi miệt mài lắm. Thì cái động lực đó tức dạ. là cái đó là cái nó gọi là cái bản năng của người đàn ông á, giống thấy như tự nhiên có sự tranh giành đó. Có nghĩa là có sự tranh giành là coi như là phải giành cho bằng được như đó. Dạ. Nhưng mà Khánh có biết là hai người đàn ông thích mình không? Dạ lúc đó biết à. Đó. Tại theo đuổi rất là rõ ràng. Lộ liễu luôn đúng không? Đúng rồi. Đó. Nhưng mà em thấy bên nào nhỉnh hơn? Dạ bên kia. Ủa là Khánh thích bên kia. Đúng chính xác luôn. Đúng rồi. Đó cũng là cái động lực. Đó là cái động lực mà để sống mãi. Cái câu chuyện của con nó còn dài với sao nữa. Động lực không thấy nhưng mà con kể cô Hồng Vân với chú Thuận nghe nè. Là vợ con á lại chọn bên kia. Nhưng mà đi chơi á thì vẫn cứ rủ con bình thường. Kỳ vậy ta. Giống như con cảm giác con giống như con hàng sơ cua vậy. Không bây giờ này phải hỏi Khánh nè. Có bánh sơ cua con. Xe hơi hỏi Khánh nè, tại sao thích ông kia mà lại chọn ông này để ông chở mình? Đâu anh đâu có chở đâu mà ý là kêu theo đi chơi vui, bởi vì lúc đó cũng có anh rể con đi nữa. Bởi vì con với anh kia quen nhau chắc là cũng được 3 tháng á, bởi vì lúc đó hai anh đều cua mình, đều thích mình, xong mình chọn anh kia. Mình quen thử 3 tháng với anh kia nhưng mà ổng nắm tay nắm chân gì cũng không có luôn. Ổng cực kỳ nhát luôn. Xong rồi mình nói là ủa rồi tính sinh nhật của con không nhớ luôn. Cái là mình giận quá mình mới bỏ. Mà trong thời gian đó thì mình kêu là đi chơi chứ ổng không bao giờ đi chơi riêng hết á. Là chơi chủ yếu là đi nhậu với nhau á. Đi nhậu thì lúc đó anh trẻ con cũng nhậu. Anh này thì ảnh cũng rảnh cái kêu ảnh đi nhậu. Thế là 4 người chứ không phải là con lúc nào đi 4 người hết. Dạ đúng rồi. Anh rể là không tính rồi. Có chị gái không? Dạ không, chị gái đó ở đây là đối thủ cạnh tranh với mình đó. Ngồi nhậu. Lúc nào nhậu 4 người hết. Dạ. Hầu như là cái giai đoạn năm 24 là nhậu 4 chân. Cái bàn 4 chân luôn. Rồi đến khi nào thì con mới quyết định là thấy anh này có một sự đặc biệt mà con chọn anh? Tới cái khi mà lúc đó thì sinh nhật con vào tháng 9 thì là con tháng sau là con chia tay ông kia rồi. Thế là đến tháng 10, tháng 11 xong rồi đến lúc đó con vẫn một mình luôn. Thì ông này ông cứ gọi điện miết à. Cứ tối là ông gọi điện thì lúc đó con này ở Buôn Ma Thuột. Ông này ở dưới Sài Gòn. Cứ tối là ông cứ gọi điện gọi nói chuyện trên trời dưới đất vậy đó. Xong rồi đến ngày Valentine là ngày 14 tháng 2. Cái tự nhiên ông bắt xe đò á, buổi tối lên xe cái là buổi sáng tới Buôn Ma Thuột rồi đó. Cái ông lên ông tặng cho hoa rồi ông tặng quà vậy đó. Xong rồi ông kêu anh tặng em vậy đó, không đi về.
Xong sau mình cũng thấy là ông này cũng ấn tượng. Thấy ông cũng kiểu là chịu khó chiều mình rồi cũng để ý ngày giờ vậy đó. Khó nét. Thế mình cũng để ý một chút rồi đó, nhưng mà mình vẫn chưa đồng ý. Mãi đến khi mà xuống dưới đây để học lên một chút nữa đó, thì xuống dưới đây đăng ký bên trường Nguyễn Tất Thành học. Thì anh này xuống đây anh có cơ hội nhiều hơn, cái là ông chở mình đi đăng ký rồi chở mình đi học vậy đó. Thì đến lúc đó mình mới cảm thấy là anh ảnh trân trọng mình nhiều hơn. Cái là mình mới đồng ý. Mình mới đồng ý quen ảnh. Dạ. Dễ thương. Rồi học xong rồi có về Buôn Ma Thuột lại không? Dạ không. Đó học xong như học xong xong rồi nhưng mà con với lại ảnh quen nhau khoảng có 5-6 tháng là quyết định cưới luôn đó. Đúng rồi. Nhưng mà trong 5-6 tháng mà quen nhau như vậy là có giận hờn, có nói chung là có một đứa ở tuốt trên Buôn Ma Thuột, một đứa ở dưới Sài Gòn đúng không? Nhưng mà cái tánh của vợ con rất là kỳ, nghĩa là ở gần con á thì không bao giờ hai vợ chồng ít khi cãi lộn lắm. Nhưng mà chỉ cần ở xa một cái là có chuyện giận liền. Vậy đó. Ủa nhưng mà hai năm đó là Khánh học ở dưới này suốt mà đâu có về chảnh? Không, vẫn có về chứ. Mấy đợt mà chảnh trường cho nghỉ thì vẫn là tranh thủ về Buôn Ma Thuột. Về chảnh. Mỗi lần về là bắt đầu giận nha. Hầu như là ngày hôm trước ngày hôm sau là giận rồi, mà giận mấy cái chuyện mà nó nhiều khi mà mình cũng không đỡ được. Có khi nào mà giận ví dụ như đơn giản là cuộc gọi nhỡ. Lúc đó ví dụ gọi nhỡ rồi hay lâu trả lời tin nhắn gì đó là cũng bị giận. Rồi con làm sao? Mỗi lần Khánh nó giận kiểu đó thì con làm bắt sao? Bắt xe lên Buôn Ma Thuột hả? Thì mình cũng gọi điện rồi mình xin lỗi rồi sau đó mình cũng xoa dịu đó đi, mình nói lý do ra thì nếu mà lý do đó hợp lý thì cô ấy duyệt cho qua. Có khi nào không duyệt không? Có lần nào không duyệt không? Cũng có một lần một lần duy nhất thôi. Là hồi nhớ là cổ nói chung là cũng cái chuyện mà hai vợ chồng xa nhau á là cũng giận ghê lắm, kiểu giận mà gọi điện hoài không nghe máy luôn. Gọi điện mà cục pin điện thoại á mà gọi tới khi cắm nguồn sạc lại mà vẫn không nghe máy luôn. Không nghe máy luôn. Giận quá, đúng không? Lúc đó là con cũng biết sao hết, nói chung trong lòng mình, trong đầu mình là hầu như không nghĩ được cái chuyện gì hết. Cái là mình bắt đầu là mình xách xe máy ra. Lúc đó mình lần đầu tiên của con luôn á là rời khỏi quá 300 cây so với cái địa phận của thành phố Hồ Chí Minh mình luôn á. Con cứ search Google con đi thôi. Mà con trên đường con đi là lúc đó là buổi trưa 12 giờ mà con chạy lên trên đó là 6 giờ chiều á. Con đi xe máy luôn, đi xe máy một mình luôn, mà lần đầu tiên rời thành phố luôn á. Đi gì mà 6 tiếng hả? Dạ. Đúng rồi. 380 cây mà không đi 6 tiếng. Đi 6 tiếng đồng hồ à? Dạ. Đi xe máy mà. Đi dữ, đi nhanh dữ trời. Lúc con đi lên trên người con chỉ có đúng bộ đồ thôi mà, với xe máy thôi. Dạ. Rồi cái lần đó con lên đó rồi con có gặp rồi con năn nỉ rồi con có ở lại không hay là con về liền con luôn? Ở lại một buổi tối. Dạ rồi sáng hôm sau con quay đầu con về. Hết giận rồi đúng không? Lên thấy ảnh rồi chắc xúc động lắm đúng không? Lên không cần xin lỗi gì hết, lên thấy mặt con là cười rồi. Trời đất ơi. Phải cười rồi. Chứ cái mặt mày chầm dầm nữa chắc nó không biết sao à. Nhưng mà khi mà con quen với ảnh á thì chị con có ủng hộ không? Lúc đó thì chị gái con không ủng hộ. Mà hai đứa trong vòng thời gian đó là quen lén luôn á. Ủa sao mà không ủng hộ ta? Bởi vì trước kia là ảnh lúc mà ảnh nói là gặp con xong rồi thời gian sau cũng quen người khác đó. Thì ảnh là cũng quen với lại một cái bé ở trong nơi làm việc. Thì bé đó cũng hay tâm sự với chị của con. Nhưng mà bé đó khi mà chia tay với anh Khiêm thì bé đó nó không muốn. Nó không muốn chia tay với anh Khiêm, cái làm ra là nó hay nhắn tin với lại chị gái của con á. Kêu nói là anh Khiêm đừng có bỏ em rồi khóc lóc tùm lum hết á. Cái chị em mới là đồng cảm. Đồng cảm với nhau, cái là khi mà biết anh Khiêm là bỏ bé đó khoảng thời gian ngắn nữa, xong rồi xoay qua bên phía con, thì chị mới mường tượng là giống như là tính của Khiêm không có chung thủy, bỏ người ta như vậy đó. Thế làm ra là có cái phản cảm. Mà đó là lúc đó thì hai chị em khi mà biết ra, khi chị gái biết ra là con với anh Khiêm quen nhau á, thì hai chị em gọi là quay mặt với nhau luôn, rất là giận nhau luôn. Chị đến nỗi mà chị đòi tự tử nữa cơ. Tại thời điểm đó hai chị em nói chung là cực kỳ thương nhau lắm. Đúng rồi, dạ. Chị rất là thương em luôn. Thương như mẹ. Dạ, đúng rồi, chị chăm sóc em gái rất là kỹ, rất là giống như mẹ vậy đó. Cái là đâm ra là mình kiểu giống như là mình không nghe theo lời của người mẹ vậy đó. Thì người mẹ thất vọng, cái đâm ra là giận. Đó là đâm ra là giận đến khi mà lấy anh Khiêm sau 2 năm thì mới làm hòa lại. Ôi, 2 năm sau rồi. Khi đám cưới thì chị cũng không chụp hình chung một tấm nào hết. Giận quá. Rồi bây giờ tình cảm của chị với lại Khiêm thì sao? Hiện tại bây giờ thì mọi thứ trở về bình thường hết rồi. Tốt đẹp rồi. Dạ. Tốt đẹp là tốt rồi chứ sao giờ. Dạ đúng rồi. Thời gian nó sẽ xoa dịu tất cả. Và bản thân con thì con cũng dùng thời gian để chứng minh cái tình cảm của mình dành cho vợ con. Dạ. Rồi vậy là sau cái lần mà giận hờn đó
Rồi sau rồi con về thành phố con học ở đây, rồi con học chưa có học xong mà đúng chưa không? Chưa học xong luôn và ảnh đòi cưới luôn á. Thì bởi vì chị con cũng là một chất xúc tác để con quyết định cưới ảnh sớm luôn. À, hiểu rồi. Phải nói là bữa giờ đó là nhiều cặp vợ chồng đến với chương trình thì phải nói là cũng có rất nhiều cặp là tại sao là cưới nhanh. Có những cặp coi như là quen nhau mới có 1 tháng, 2 tháng cưới nhanh là bác sĩ báo cưới. Thì không biết là trường hợp của hai đứa là bác sĩ có bảo cưới không? Dạ đương nhiên là không rồi. Nghe theo giờ đương nhiên. Lời giới thiệu ban đầu là chúng con đã cưới được 5 năm 6 tháng mà gần 6 năm mà em bé mới có 1 tuổi rưỡi mà. Là hai đứa là giữ khoảng cách với nhau và giữ cho nhau. Đúng dạ. Rồi ạ. À. Với lại cái tư tưởng của vợ con nó khác với phần đông cái giới phụ nữ ở Việt Nam mình lắm. Sao dạ. khác làm sao nè? Là tính của con là con không có, mình thấy là mình có một đứa em bé, có một đứa con mình có trách nhiệm lắm. Nên là mình không có muốn có con. Khi mà lấy ảnh con nói chứ là nếu lấy thì không có con nha, đồng ý thì lấy còn không thôi. Đến như vậy luôn mà nên đâm ra là em bé đợt này cũng là sự cố. Đó là sự cố thôi chứ không phải là sự chuẩn bị của hai đứa. Nhưng mà sau khi sanh con rồi thì con đã bỏ cái tư tưởng kia chưa? Đã bắt thì đầu cưng mình phải chấp nhận. Mê chưa? Đã bắt đầu mê em bé chưa? Cũng thương, rất là thương nó thì cứ ôm nó hôn nó miết thôi. Rất là mê đó. Đó dạ thì mình cũng phải chấp nhận nhưng mà kêu thêm đứa nữa không thì chắc là không rồi. Giận là anh lên tới Đắk Lắk. Đúng rồi. Để mà coi như là giảng hòa. Để năn nỉ đúng không? Bất ngờ cái là tâm lý năn nỉ bất ngờ. Bất ngờ cái là lúc mà cầu hôn, ảnh có tạo sự bất ngờ cho em không? Cầu hôn à? Thì lúc đó là hôm đó cũng là ngày bình thường thôi. Thế là lúc đó còn đang ở Buôn Ma Thuột. Cái ảnh lên xong rồi lúc đó mình vẫn đang ngủ. Lên ảnh gõ cửa cái mình vẫn mặc đồ ngủ bình thường vậy đó. Thì dậy xong rồi tự nhiên ảnh kêu đứng dậy đi. Cái ảnh quỳ xuống ảnh cầm cái đó là tờ 500 đồng á mà gấp thành chữ nhật á, cái cầu hôn. Thì lúc đó mình cũng thấy ủa cầu hôn rồi đó hả? Mình tại tư tưởng là nghĩ là sẽ rất là lãng mạn đồ mà cầu hôn cầm tờ 500 đồng đó mà cầu hôn rồi thôi. Thế là lúc đó thì cũng đang gây cấn với chị á, thế nên thôi cũng chấp nhận ảnh rồi. Cái 500 đồng đó nó là tiền đề cho 5 tỷ 50 tỷ. Dạ. 5 tỷ đó. Thì sau đó ảnh cũng dẫn vô BNC đó lựa được cái nào thích cái nào thì lựa, bởi vì ảnh kêu là cái thẩm mỹ của con á là nó khác ảnh, nhiều lúc ảnh lựa ảnh lại không ưng đó, nên ảnh dẫn vô đó tự lựa. Cái nhẫn 500 đồng nó giống như là vàng cọc vậy đó. Vàng cọc xong rồi bắt đầu ok rồi, bắt đầu là đi mua nhẫn xịn đúng không? Dạ. Kim là một người rất lãng mạn đó nha. Nhìn cái tưởng cô Khang chứ thấy lãng mạn á. Không có lãng mạn đâu. Không có lãng mạn hả? Có lãng mạn không Kim? Thật ra là nhận là con khô nhưng mà tại vì con sợ con mất cái Khánh thôi, cho nên con mới tìm mọi cách. Nói chung là thời đó mình còn tra Google, mình sợ YouTube nữa mà. Chứ ngày xưa thì nói chung là con giống như là nhà con á là sẽ có mưa, nói chung là suốt ngày cứ ở trong nhà mình sản xuất không à. Mình làm suốt ngày từ sáng tới chiều tới tối luôn thôi. Ít khi tìm hiểu những vấn đề khác á. Nhưng mà trước Khánh là con có mấy người yêu? Dạ nếu mà gọi là người yêu thì trước Khánh thì chỉ có hai. Hai. Dạ. Rồi những người yêu đó là mẹ có biết không? Có. Mẹ có biết. Rồi tới Khánh là bao lâu thì dắt về gặp mẹ? Lúc mà thời đó thì mẹ cũng không thích cái mối quan hệ này á. Tại vì mẹ cũng tại vì quen bé đó thì cũng làm cho mẹ. Thì khi mà mình chia tay thì mẹ cũng buồn lắm. Nhưng mà không thích, nhưng mà phản không thích thì không thích nhưng mà phản đối cũng không phản đối. Dạ tại vì cứ luôn nói là quyết định là ở con. Có vấn đề gì thì con phải tự chịu trách nhiệm quyết định của mình. Dạ thì cũng mình cũng thuyết phục kiểu dạng như mưa dầm thấm đất rồi tới khi lúc mà mình thấy mẹ mình đã nguôi ngoai rồi đó thì lúc đó là mới về là dắt Khánh về ra mắt với mẹ. Sau đó khoảng 1 tháng là kêu ba mẹ lên hỏi cưới Khánh luôn. Dạ. Rồi lúc đó là sao, giờ mẹ con thương Khánh chưa? Lúc cưới về thì mẹ cũng rất là bình thường, là đã chấp nhận Khánh là con dâu rồi thì vẫn cư xử mà nói, nếu nói mà thương thật sự á thì bản thân con cảm nhận là không, là vẫn bình thường thôi nhưng mà thời gian mà bù đắp tất cả. Đúng rồi. Thì dần á, thì Khánh cũng khéo léo để làm cho má con thay đổi cái suy nghĩ không tích cực ban đầu về mình. Rồi bây giờ thì hiện tại là má con rất là thương Khánh. Vậy tốt quá. Dạ. Có nghĩa là con đã tức còn lúc mà mới cưới về xong á là lúc đó là mẹ đối với con sao? Lúc mà mới cưới về thì mẹ vẫn còn một chút, nói chung là bởi vì cái quan điểm của mẹ á khác với lại con thì theo hướng hiện đại á, cái đó là mình phóng khoáng nhiều,
Thế là mẹ thì mẹ lại theo hướng là công dung ngôn hạnh. Thế là con gái là phải biết nấu nướng rồi nọ, thì con thì lại không như thế, con lại hướng ngoại nhiều hơn. Thế mẹ rồi thêm nữa là nhiều lúc con hay lớn tiếng với lại chồng á. Bởi vì cái giọng con nó cũng lớn lớn. Ủa tụi con ở chung hả? Chung với mẹ hả? Dạ không, con ở riêng. Nhưng mà con ở đầu hẻm. 2 năm đầu con ở đầu hẻm, mẹ ở trong hẻm. Cái đâm ra hả? Mẹ tưởng đâu là quát chồng. Dạ đúng rồi, quát chồng. Cái giọng vợ con là nói rất là to. Đó xong con, rồi cái giọng của con thì nói rất là nhỏ. Nhiều khi hai vợ chồng nói chuyện nha mà con rất là mắc cười. Con mắc bắt điện thoại lên con alo. Con bản thân giọng của con á, con bắt điện thoại lên alo thì đầu bên kia lại nói là chào chị. Chào chị. Còn Khánh bắt điện thoại alo thì họ lại nói là chào anh. Thì hai vợ chồng nó cũng gãi đầu luôn. Mà sau này là mẹ hiểu rồi đúng không? Dạ, về sau này thì mẹ hiểu. Lúc đó làm sao, lúc đó làm sao, lúc mà mẹ cứ thấy con nói lớn rồi mẹ có chỉnh không? Có chỉnh. Chỉnh xong rồi mình lúc đó mình cũng còn nhỏ, mình cũng giận lại. Mình cũng buồn lại cái về quát ông này. Thế là hai vợ chồng chỉ có đó gây cái chuyện đó thôi. Xong về sau là dần cái là tính con cũng thẳng á. Cái con cũng qua con nói chuyện với má. Con kêu má ơi, bản tính nó khó dời lắm. Bây giờ con không biết con dời sao hết á. Bây giờ má cố gắng, con cũng sẽ cố gắng tiết chế. Má cũng cố gắng, má chấp nhận con. Thế là nói mãi đến bây giờ thì nói chung mẹ thì cũng thương con lắm. Con cũng thương, rất là thương mẹ luôn. Dạ, hai mẹ con đều rất là thương nhau và hiểu nhau. Chủ yếu là tập trung vô anh này. Vì mẹ thì thương anh này lắm. Thương cực kỳ thương anh này luôn. Dạ. Trai một hả? Dạ không, nhà con là trai cả. Nhà còn hai đứa em sao nữa. Hai em gái hay em trai? Dạ hai em trai hết. Ba trường hợp trai cả, trai út hoặc là trai độc nhất. Là mẹ là đắm đuối lắm. Dạ đúng rồi. Đúng không? Anh em thi sinh cũng nhiều lắm, anh cũng cố gắng thi sinh cho con em là trai con gái? Dạ bé gái ạ. Bé gái hả? Đúng. Cái sự cố lúc mà xảy ra là lúc mà ngoài ý muốn là lúc có bầu á, là tại sao? Con không biết nó làm sao nữa. Tại hai vợ chồng thì cũng có dùng biện pháp, biện pháp để người, nhưng mà không biết sao trời xui đất khiến sao hôm đó lại không dùng. Cái con nghĩ là con đã canh ngày đúng rồi. Thế sao nó đến khi mà mình thử, con ngất xỉu luôn. Bởi vì mình mang thai đến khoảng một tháng, hơn tháng á. Cái là cảm thấy chuyện đứng lên nó chóng mặt. Từ trước giờ mình chưa gặp trường hợp này. Cái xong rồi mình cũng bị trễ nữa. Cái mình cầm quay thử thai mình thử. Cái lúc mà cầm cái quay thử thai lên nó hai vạch á, cái là con bẻ ngay lập tức. Con vứt, con không chấp nhận. Nói chung lúc đó tinh thần của mình không chấp nhận luôn. Xong rồi mới kêu anh này đi chở đi siêu âm đồ thì nó ra là đúng là như vậy. Cái là hai đứa ôm nhau khóc. Con á thì khóc là bởi vì tại sao lại như vậy. Thế là mình chuẩn bị có một trách nhiệm nữa rồi. Anh này khóc thì bởi vì anh hạnh phúc quá. Khó, có mình có được trách nhiệm nữa rồi. Khóc hai cái cảm hạnh xúc phúc khác hoàn toàn khác nhau. Hoàn toàn hai đứa ôm nhau. Cái là bệnh viện người ta đi ngang qua đi ngang lại, người ta nhìn người ta cứ tưởng là chuyện gì. Họ tưởng là đôi vợ chồng hiếm muộn. Trời vui quá ha. Hai vợ chồng cùng khóc. Cùng khóc mà hai cái trạng thái khác nhau. Dạ đúng rồi. Nhưng mà là rồi sau khi sanh ra thì sao? Sau khi sanh con? Thời gian sanh con thì lúc đó chỉ có hai vợ chồng chăm em bé. Bởi vì bà ngoại thì bị bệnh, cái bà cũng không xuống được, mà bà nội bên này thì cũng vướng công việc, cũng không qua lại thường xuyên được. Cái là hai vợ chồng cũng chăm nhau như vậy, với chăm bé vậy đó. Thì anh này anh sáng anh đi xuống xưởng anh làm việc, còn con thì ban ngày con ở nhà với em bé. Cái con bị stress thời gian đó luôn. Thời stress rất stress vì chăm con ha. Đúng dạ, rồi ạ. À, bị gọi là bị trầm cảm sau sinh luôn. Mà em có bị stress là bị vỡ kế hoạch không? Có chứ. Có. Bé này á là nó mới mang thai cũng chết mà chăm con cũng chết luôn. Cộng vô cái đó là nó mới điên chuyện trầm cảm lắm. Nhưng mà anh muốn biết nha. Vì lý do sao mà em lại không muốn có con? Ngoài cái trách nhiệm ra thì còn cái gì nữa? Tự do. Nói chung là mình thấy là hai vợ chồng vẫn yêu thương nhau, vẫn hạnh phúc với nhau. Thì tại sao phải có một cái sợi dây ràng buộc lại làm gì? Đối với tư tưởng của em là vậy vậy. Hệ quả của xem phim TVB. Đây là rất thích xem phim TVB. Fan cuồng của TVB. Mà anh này anh chịu đến nỗi là em mê là mê diễn viên Cổ Thiên Lạc. Cái tối nằm mơ, không suy nghĩ gì hết mà tối nằm mơ là được ăn bữa tối cùng với lại Cổ Thiên Lạc. Xong sáng dậy kể với ảnh, ảnh kêu chứ vợ yên tâm đi, mai mốt chồng sẽ có tiền, chồng mời Cổ Thiên Lạc ăn cơm với vợ. Anh nói như vậy luôn. Chỉ là câu nói mình biết là sẽ không khó thành hiện thật lắm, nhưng mà mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Đúng rồi. Bởi vì mình một người đàn ông mà người chồng mà có thể chiều yêu mình mà đến nỗi mà chấp nhận mình ăn cơm với một người đàn ông khác, thân mật kiểu vậy đó, ăn cơm một bữa bữa cơm lãng mạn vậy đó. Anh vẫn chấp nhận nên mình cảm thấy không là lãng mạn gì thì cũng tay ba tiếp thôi chứ. ngày xưa mình đi ăn tay tư, giờ thì ăn tay ba chứ. Mà đi ăn là có ảnh nữa đó. nhưng mà con cái lúc mà con biết vợ con bị trầm cảm sau sinh như vậy thì lúc đó con sao? Thì lúc đó là con cũng cố gắng, con phụ, con đi làm về thì con vẫn phụ hết mình mà. Nhưng mà con biết không? Con biết là vợ con bị trầm cảm biết sau chứ. Sinh. Thì bình thường là chỉ đã hay cấu gắt, rồi bây giờ là chỉ cấu gắt bất cứ mọi lúc luôn.
nó kêu con bình thường thôi mà vẫn đã là cái giọng thể hiện cái giọng rất là cáu gắt rồi. Nghĩa là mình thấy vợ mình rất căng thẳng rồi cho nên mình cứ im mình làm thôi. Chứ tại vì mình cũng không chắc được, tại vì lúc đó sanh ra là hầu như cái thời điểm đó là tháng 4 năm 2020 á, là thời điểm bắt đầu là chấm dịch á. Chấm dịch là mình bắt đầu phong tỏa đợt đầu tiên ở thành phố mình á, là từ lúc em bé sinh ra cho tới lúc thôi nôi á là hầu như là không có bên nội hay bên ngoại thì cho thoát được hết. Gần như khoảng thời gian đó là sáng là 6 giờ phải dậy đi làm. Tối là 7 8 giờ mới về tới nhà, nhưng mà vẫn cố gắng để mà mỗi lần em bé dậy khóc nửa đêm là mình vẫn phải dậy để mà cho vợ ngủ. Tại vì mình nói thẳng ra là con rất là thương vợ, tại vì một mình vợ ở nhà với một đứa em bé mà hầu như nó có thể là khóc cả ngày luôn, mà nhiều khi cái tiếng khóc đó có thể gây rất là stress chứ cho người mẹ đó. Đó đúng rồi. Tại vì hầu như tụi con là đã chuẩn bị trong giai đoạn mà mang thai là đã đi học thai giáo, đã chuẩn bị tất cả tâm lý rồi, nhưng mà khi mà em bé nó ra cái tiếng khóc đó là mình không biết xử lý làm sao hết. Cũng không có người lớn, hầu như người lớn không có đưa ra lời khuyên nhủ gì hết, hai vợ chồng phải tự mò hết. Nhưng mà Khánh, cái lúc thời điểm đó Khánh có khi nào Khánh có những suy nghĩ tiêu cực không? Dạ có. Ví dụ trong cái tháng đầu tiên á, khi mà em bé nó khóc á, nằm bên cạnh con á, nó khóc, cái con thì lúc đó còn đói bụng lắm mà không có ai đưa cơm xuống, bởi vì mình ở cái lầu á, mình ở cái lầu trên. Má dặn là không được đi lên đi xuống cầu thang, chứ không là má muốn ảnh hưởng sức khỏe, chứ cũng sợ. Lúc đó thì đói bụng lắm luôn mà không ai mang cơm cho mình hết. Bây giờ mình không xuống cũng được mà lên cũng được, cái nhìn qua con bé nó có khóc miết nữa, cái là kêu chứ thôi hai mẹ con ôm nhau nhảy lầu chết cho rồi. À, đến như vậy luôn. Cái đó cái trầm cảm nó kinh khủng lắm, cái trầm cảm sau sinh đó. Đúng rồi, là tự tử cái suy nghĩ đó có hai lần. Chớm hai lần. Trời ơi, con biết không, thực ra mà nói á, là những người trầm cảm sau sinh á, mà nhất là cái rơi vào trường hợp giống như Khánh á, là không bao giờ được để cho ở một mình với đứa nhỏ đó. Dạ. May mắn là không có chuyện gì xảy ra đó. Không được để một mình. Nhưng mà em cũng may mắn khi mà chồng em là khi là một người rất tâm lý và rất là thương vợ. Đúng rồi. Cho nên rất là chia sẻ với em. Anh định hỏi em câu là có khi nào em cảm thấy là em có một cảm giác là em chịu đựng vợ không? Nếu mà nói từ chịu đựng là hầu như không, tại vì em chỉ có từ là chịu vợ thôi chứ không có đựng mua chịu thương đựng vợ. Dạ. Thương vợ và đồng vợ đồng muốn cảm gì đó. Mình đều chịu hết. Ok. Tại vì em con hiểu được cái tức là hiểu được vợ đó. Dạ. Có những ông chồng mà không hiểu được vợ là thế nào cũng đi đến những cái chuyện không hay. Dạ. Nhưng mà em không định là có đứa thứ hai nữa. Dạ đúng rồi, chứ có đứa thứ hai chắc là không. Mà có khi nào nó có cái tai nạn nghề nghiệp nữa không? Dạ, hôm bữa mà sinh em bé, bởi vì là sinh mổ. Em thuê bệnh viện đó rồi thuê bác sĩ riêng tới mổ luôn á. Thế là nói lúc mà mổ xong rồi đấy em bé ra xong rồi em mới vọng lên em kêu bác sĩ ơi, triệt sản cho em luôn đi. Cái bác sĩ kêu chứ, ê muốn tôi đi tù hả? Bởi vì lúc đó mới 28 tuổi mà theo gọi là nhân đạo đó là không được, với lại thêm luật của nhà nước mình hay sao đó là không được, cái đó không được. Đó là đến như vậy luôn á, là kêu là chỉ xác định một đứa thôi. Chứ kêu mà có một đứa nữa không biết thì sao. Có thích có con nữa không? Nếu mà có được thì quá tốt chứ ạ. Nhưng mà tại vì nói chung mình chiều vợ mà, tại vì hầu như là cái chuyện sanh con là phụ nữ là người cực nhất. Đàn ông mình nói là cực vậy thôi chứ khỏe re à. Tại vì cái chuyện mình mệt nó là mệt về cái xác thôi. Còn phụ nữ mà Khánh mới sinh có một lần mà đã xảy ra cái vấn đề bị stress như vậy rồi, trầm cảm hết rồi thì mình cũng sợ có đứa thứ hai lắm. Vì sợ, tại vì suy nghĩ nó đã chớm ra trong đầu hai lần rồi thì mình đâu có, bản thân mình cũng không lường trước được là lỡ như có đứa nữa nó có chớm mình nữa hay không. Nói chung là tại vì Khánh là cái người mà giống như là Khánh tự đặt vào một cái trách nhiệm quá lớn đối với mình trước khi mà có em bé. Tức là bạn này là bạn muốn enjoy cái cuộc sống của mình trước, bạn muốn tận hưởng hết những cái gì mà mình sanh ra và mình phải được hưởng. Thì khi mà bạn muốn cái điều đó thì bạn sẽ rất sợ một cái điều mà cản lại cái việc mà bạn muốn. Đúng rồi. Cái việc đó là việc có một đứa con, là bởi vì sao bạn này là người có trách nhiệm. Có nghĩa là bạn nếu khi bạn có đứa con rồi thì bạn sẽ phải bỏ tất cả những cái kia để bạn lo cho cái đứa nhỏ. Tính của vợ con là một người gọi là sợ gánh trách nhiệm. Tại vì nếu mà chị không có muốn gánh trách nhiệm nhiều, nhưng mà một khi chị gánh là chị phải làm cái việc đó rất là hoàn hảo. Thì đó, thì bởi vì sợ gánh trách nhiệm. Và bạn này là người cực kỳ có trách nhiệm. Bởi vì quá có trách nhiệm cho nên rất sợ gánh cái trách nhiệm đó. Là cô biết cái kiểu Khánh là hơi cực đoan á. Dạ đúng. Chính rồi. Vì vậy á, chính vì vậy mà rất dễ bị trầm cảm. Mong muốn mọi chuyện đều hoàn hảo trong bản thân của mình. Cho nên rằng thôi thì bây giờ vậy nè,
tụi con đã có một đứa rồi, rất may mắn là đã vượt qua tất cả những cái giai đoạn mà khó khăn là u tối nhất trong trong cái tinh thần của mình rồi. Thì tất cả mọi thứ con cứ để tự nhiên, đến một lúc nào đó em nó 5-6 tuổi, nó lớn lên, lúc đó nó đáng yêu khủng khiếp luôn. Rồi đến khi đúng nó 9-10 tuổi, vì nó con gái mà, nó sẽ bên cạnh mẹ, nó sẽ ỷ ô với mẹ. Thì có thể cái là mình cũng rất mong muốn điều đó thôi, là lúc cái tư tưởng của Khánh sẽ khác. Sẽ thay đổi sẽ thay đổi, bởi vì cái đứa nhỏ nó ngộ lắm, nó hay lắm, nó đúng là thiên thần luôn á. Nó sẽ hóa giải được cái điều đó. Tới bây giờ là bản thân Khánh là Khánh thay đổi rất là nhiều rồi. Từ từ Khánh sẽ thay đổi. Ngày xưa nhìn mấy cảnh em bé này nọ là không có cảm xúc đâu. Nhưng mà bây giờ là thuộc dạng như mấy cái hội bỉm sữa ở trên Facebook là người trả lời tích cực nhất luôn á. Thì Khánh là có học cái lớp Easy cho em bé đó. Khánh là từ y dược. Như là y dược nữa. Cái cốt là y dược nữa. Là bất cứ câu hỏi nào trên cái fanpage đó là Khánh là người trả lời tích cực nhất. Con biết không, mai mốt á bắt đầu nó 5-6 tuổi nó bập bẹ nó nói rồi con sẽ chết với nó. Đâu 2 tuổi, 3 tuổi. Đang rồi, không chưa đâu. Bạn này cần cái open ra, nó phải nói được với con và con sẽ nói được với nó. Có sự giao tiếp qua lại. Đúng rồi, lúc đó con sẽ mê nó. Chứ mà lúc mà mới sinh ra nó thấy nó nằm có một cục đó, nó khóc ơi em biết mình. Đúng rồi. Mình vẫn chưa thích. Tôi tại vì tôi già rồi tôi chăm không được, chứ nếu mà tôi lấy vợ sớm tôi đẻ cho bảy con chăm cho đã. Anh hai đứa anh ngon rồi. Không phải. Tại vì già quá. Còn muốn đẻ nữa. Gái trước trai sau là anh 10 điểm rồi. Rồi nè, mai mốt nha, không, dĩ nhiên bây giờ là không có suối đẻ nữa nha, không có khuyên nha, tội tiền nha. Dạ. Tùy hỷ nha. Thuận theo tự nhiên nha. Nhưng mà tôi dám bảo đảm mai mốt bà này sẽ yêu cầu thêm thằng trai nữa đó. Rồi, bây giờ cá không? Đó. Tại vì đây nè, em nó lên 3-4 tuổi rồi, trời nhìn đã lắm em ơi. Cưng chết đi được, lúc đó thèm đó. Lúc đó chảnh. Bây giờ qua cái kia đi. Rất là cưng rồi. Bây giờ qua tới cái phần này nè. Quá cần đại hội vạch mặt. Đó. Mặt xấu. Đó, người ta gọi xấu, là đại hội vạch mặt. Đó. Đó. Đại hội vạch mặt. Đó. Để khi mà khui trước đó. Ai trước nè? Thì để con đi. Để con nói thẳng vào vấn đề luôn nha, không có đầu trước đối sau nha. Thì vợ con nếu mà để mà kể gọi là kể tính tật xấu. Tật xấu hả? Kể tật xấu thì sợ hết thời lượng chương trình luôn á. Tật xấu điển hình. Đó. Thì cực kỳ dễ, nói chung là tánh nóng. Phụ nữ mà tánh nóng như Trương Phi vậy. Thứ hai là hay sai chồng lắm. Sai giặt, sai chồng mà chạy, sai giặt. Ví dụ như có cái điện thoại là giật bất ly thân, mà đi ra đằng sau nấu ăn á là kêu chồng để điện thoại trước vậy đó, không cầm theo. Kêu chồng lên lấy điện thoại mang xuống. Xong nấu ăn xong á đi lên trên bàn làm việc ngồi á là kêu chồng cầm điện thoại từ dưới nhà bếp mang lên. Vậy nấu ăn chắc hay lắm đúng không? Nấu ăn nhiều món lắm đúng không? Số món mà nấu ăn ngon thì chắc đếm được có một bàn tay rồi. Vậy ngon rồi. 5 món. 5 món là được rồi. Chiên, xào, luộc, hấp. Nấu cơm nữa là xong rồi. Cơm bắt ăn vặt. Cơm nhà ít ăn lắm mà ăn vặt nhiều lắm. Ăn đủ thứ trên đời hết, từ nói chung là hầu như cái món nào bán ngoài dĩa hè là ăn hết. Bánh tráng trộn là chắc chắn là phải có rồi đúng không? Cái đó nó là một cái thú vui mà gọi là thú vui cực kỳ thú tính của các bà phụ nữ. Thiệt luôn á. Cái đó là thực sự đó, cái đam mê đó nó không ảnh hưởng tới quán này quán kia để lựa ra cái quán nào bán ngon nhất rồi ăn đúng mỗi quán đó. Ăn vặt là shipper hay sao? Shipper là chồng luôn á. Em phải đi mua hả? Có phải đi mua hả? Đúng rồi. Bình thường là ví dụ như ở nhà có đói bụng cỡ nào, nhưng mà đợi chồng đi làm về rồi mới sai chồng đi mua cơ. Khoái chồng đi mua đúng không? Tại sao nó có nhiều những quán ăn vặt là như vậy đó, để đáp ứng nhu cầu mấy bà phụ nữ thôi. Chắc tôi phải mở quán ăn vặt quá hả? Thằng Hiệp nó mở ở đó, ăn vặt Hiệp. Rồi còn gì nữa không nè? Nếu mà thôi không kể nữa đâu. Sao vậy? Nó stress nữa phải không? Không, nó trầm cảm nữa hay gì? Hả? Không sao đâu, không có sao hết trơn á. Để thêm tật nó thôi, khui thêm tật nó đi. Khui thêm tật nữa uống bia là vô đói. Bia dữ lắm hả? Bản thân con là đàn ông có uống bia mà con còn thua mà. Không, uống bia không phải tật xấu. Chỉ có uống bia xong xỉn vô đó. Sao uống bia không tật xấu chú Thuận? Uống bia xong con là người dọn mà sao không xấu? Uống bia xong là con hốt phải không? Vợ cái đi ngủ thôi con hốt mà. Dọn mà. Nhưng mà là hai vợ chồng là có cưa ta đối với nhau? Dạ có. Thường xuyên phải không? Tức là hai vợ chồng gọi là gì? Nó gọi là gì? Ẩm đấu ẩm hay đối ẩm, hai chồng đối ẩm nhau có thể nói gọi là chi kỷ á. Vậy ngon được. Vậy được rồi, vậy đó vui lắm, hiếm hoi có cặp vợ chồng nào mà như vậy lắm. Chồng thích uống với bạn chồng, vợ thích uống với bạn vợ, còn hai chồng mà uống nhau là hiếm hay rồi, okay. Dễ thương á, cái đó dễ thương. Tuần hoặc là hai tuần là có gì buồn vui lôi nhau ra nhậu. Được á. Bởi ông Tuấn không chán chị lắm. Là bà đâu biết nhậu gì chứ không, ảnh cũng không có nhậu, ảnh là ẩm trà, gọi là gì, trà đạo hả? Trà đạo thôi. Mà cô chớ hề biết uống một miếng trà luôn. Bởi ông cũng chán trường cô lắm nữa. Cái này là hai vợ chồng thường xuyên coi như là uống với nhau. Thôi được, cái đó dễ thương. Uống nhưng mà chia ra hai trường phái nữa. Ví dụ như có hơi men vô á thì chồng im im không nói gì hết. Còn vợ thì lầy lầy vô đói luôn.
mà lầy vui thôi. Thôi vậy đúng, cũng được vậy rồi. Rồi. Chứ hai đứa cùng lầy nữa cũng mệt nữa. Thôi, rồi. Vậy không có phải tật xấu đâu. Tôi không có bên đâu nhưng mà uống vậy nó vui. Ừ, vậy đi. Chừng nào bà kêu bà hàng xóm lại hai bà ngồi cứ đôi á. Cái đó mới là tật xấu. Vậy là coi như chỉ có nóng tính thì chấp nhận là tật xấu thôi. Quá. Nóng tính thôi. Nữ mà nóng tính như Trương Phi thật mệt lắm nha. Với lại cái vật bất ly thân mà không cầm theo là mình phải nhiều khi có những cái lúc mà cái điện thoại nó với là đúng là vật bất ly ly thân rồi, có chuyện gì một cái là mình emergency liền, con hiểu không? Dạ. Tạo cái thói quen đó đi, lúc nào cũng cầm trên tay. Tại có người để sai vặt mà nó. Rồi bây giờ tới con đó. Tật xấu của ổng là gì? Tật xấu của ảnh là sao ta, chỉ có nói chung là mọi thứ ảnh đối với mình đều tốt á. Có tật xấu là giống như là hay quên. Ảnh hay quên, ví dụ như là đây cũng hay quên vậy. Dạ. Con cũng hay quên. Không, cái đó là mình cố tình mình sai thôi. Bởi vì mình biết có người đó nên mình kia là thú tính chứ không phải người ta hay quên nha. Thú tính. Nên là ảnh là hay quên, ảnh ví dụ như cái đồ đó mình kêu là dặn nhớ mang theo nha. Rồi mà lát sau tí nữa cũng không mang theo. Đi tới nửa đường cái là mới nhớ là còn quên cái vật đó. Mà cái đó là rất là nhiều lần luôn rồi. Đó nên đó tật xấu. Cái thứ hai nữa là hay quên nè. Ảnh ngủ ngáy quá. Ngáy đâu phải tật xấu đâu, đâu kiểm soát được. Là coi là lực bất tòng tâm thì đó. Lực sao mà kiểm soát được? Cái chuyện đó gần như là vô thức của mình. Đúng rồi, mình không có kiểm soát được. Nhưng mà cái đợt mà con ngáy mà chị khó chịu á, xong rồi chị lên trên mạng á, chị đưa cho mình đọc cái tin là chị cái gì án mạng xảy ra từ tiếng ngáy. Trời mình cũng sợ. Hâm dọa. Vậy là tật xấu đó. Cái này là tật xấu đó. Đó, tật xấu. Hiếp người quá đáng. Hâm dọa người quá đáng. À, tiếp, ngáy không phải tật xấu, ngáy là nó là bệnh lý. Thì chỉ có nhiêu đó thôi chứ còn lại thì ảnh nói chung là đối với con là hoàn hảo. Hoàn hảo. Vậy con có muốn ảnh thay đổi gì không? Thay đổi cái chỉ hay quên á, cái tính hay quên á. Vậy là đi mua thuốc bổ não nghe chưa? Mà không phải cũng nói vậy thì không thể chấp được ảnh bởi vì ảnh rất là nhiều công việc. Dạ, quản xuyến xưởng rồi công ty rồi các kiểu ảnh cũng rất là nhiều thôi, công việc. Thông cảm. Dạ. Vậy là con phải ấy, muốn cho ảnh hay quên á, bây giờ bớt cái thú tính hành hạ đi, bớt sai giặt chồng bớt đi. Lại. Để cho chồng renew cái não chồng cho nó tươi xanh chút xíu. Má của Khánh á, là má vợ con á, cũng cái tính đó thôi à. Sai ba vợ con tùm lum hết mà. Từ nhỏ. Đây là một căn bệnh di truyền học từ mẹ truyền qua con. Chồng con sai, chồng má sai. Dạ đúng rồi, dạ có. Nhưng mà tính con thì mạnh mẽ. Dạ. Tính của Khánh có mạnh mẽ không? Dạ không, ảnh thì nói chung nhìn ảnh bự to con vậy thôi chứ yếu mềm lắm. Nói chung là ví dụ như mà khi mà vợ giận quá hoặc là gây sự với vợ gây cứng quá cái là ảnh rưng rưng khóc hả? Đúng. Hai rồi. Anh em bắt tay nhau đi. Hai anh em bắt tay nhau đi. Thật quan cách 5 cái nhưng đây hay khóc lắm, người đàn ông rất là dễ rơi nước mắt, nhạy cảm, chạnh lòng chút xíu này đã chứng kiến rồi. 8 năm nay các cặp vợ chồng son mà những hoàn cảnh nào ấy là khóc nước mắt đó, cứ vậy đó. Nút ngược vô tại vì người ta tình sĩ cảm sĩ diện á mà nút ngược vô tình cảm quá tình thì cảm chị nói đó. Em hai anh em bắt tay nhau được rồi đó, anh mong manh lắm anh có những cái đồng cảm với Khánh với Khiêm nhiều trong cái đời sống hôn nhân của em với Khánh và thật sự là với lại hai vợ chồng là cũng đồng cảm đấy. Hai vợ chồng con đồng là cả. Cũng có giao kèo mà nói chung là giận cái nào giận nhưng mà chỉ trong ngày thôi trước khi đi ngủ là phải làm hòa mới tại vì chiếc giường chỉ có một thôi, nhà không có cái giường thứ hai. Mà cũng không có, con cũng không thích ngủ dưới đất nữa cho nên là giao kèo trước luôn là giận thì giận nhưng mà trước khi ngủ là phải xong đối tác mà thực hiện hồi đó con lại quên giao kèo là lỗi ai người đó nhận chứ cuối cùng là con nhận hết rồi. Con nhận hết luôn đúng sai con cũng nhận rồi. Vậy bây giờ con mong muốn vợ con thay đổi điều gì? Cứ vẫn là cô ấy thôi, tại vì trước đây mình yêu cô ấy vì lý do gì thì bây giờ mình cũng yêu cô ấy vì lý do không cần phải thay đổi gì hết. Mong muốn không bớt nóng tính đúng không? Dạ. Coi chừng hối không kịp nghe, con có mong muốn đây là cơ hội đó tính. Không, cái mình nóng tính ví dụ như là nóng tính là trong cái vấn đề gia đình á thì mình thấy nó vẫn ổn mà, tại vì cô ấy vẫn có cái chính kiến riêng của mình. Cô ấy nóng tính là thì mình nói thôi chắc là mình sai về cái điều đó, cô ấy nóng thôi. Chứ giờ con hỏi bản thân con hiền quá rồi mà không có người ví dụ như vợ con nóng tính, ví dụ như lỡ có ai làm thiếu nợ con thiếu nợ con kêu vợ con đi đòi nợ thì phải nóng tính lên chứ. Rồi có nghĩa là hai vợ chồng đều không muốn sự thay đổi gì cả. Con cũng vậy đâu, muốn Khiêm thay đổi điều gì hả? Chỉ mong muốn chồng bớt quên thôi. Bớt quên cái bớt quên đó là con cứ mua thuốc bổ não về không sao hết. Như vậy là ok vậy được rồi. Thôi hai vợ chồng này thực sự coi như là qua cơn bỉ cực tới qua cơn bỉ cực hết rồi bây giờ. Nói chung về tinh thần tụi con bây giờ đang trong cái giai đoạn gọi là sảng khoái rồi, bắt đầu mở ra, bắt đầu tất cả những cái mà năng lượng xấu bắt đầu nó bay đi hết để mà nó sắp sửa nó re-up cái năng lượng mới vô cho con. Thì cô hy vọng là em bé càng lớn càng đáng yêu. Đã. Em bé càng lớn càng đeo mẹ. Con đừng có tư tưởng là dành tình cảm của nó với mẹ nghe. Con phải vung vô. Nhớ nha, tức là vậy nè,
mặc dù con yêu con khủng khiếp nha, con thương nó khủng khiếp, nhưng cô khuyên con nè, con bằng mọi cách con phải dung dán nó vô, nó phải bám mẹ nó, con hiểu chưa? Nó phải bám mẹ nó không rời mẹ nó ra, và mẹ nó là thần tượng của nó, thì con sẽ có đứa con trai thứ nhì đó. Hay là hay không? Con hiểu chưa? Dạ, đó. Đó, kinh nghiệm đó nghe, dữ lắm đó nghe. Rồi xin cảm ơn em nha. Một cái nụ cười của em rất đẹp, và dạ, anh khuyên em nên thường xuyên tăng cường những cái nụ cười của mình, không được rơi vào những cái trạng thái u uất, không được rơi vào những trạng thái mà chỉ có một mình giải tỏa và bị stress, rất dễ bị stress trong cái thời điểm này. Dạ. Nha. Rồi chúc cho hai em sẽ luôn luôn hạnh phúc ha, hiểu nhau ha, và mau có một cái sự suy nghĩ là nên có em trai nha. Rồi xin cảm ơn hai em. Dạ, dạ, cảm ơn hai đứa nghe. Dạ. Rồi, yes. Đó là mình xong luôn đó. Dạ, con xong luôn đúng không ạ? Con đưa bé chân, đưa bé chân. Đi toilet cái này. Ho quá vậy? Sao ho quá?